Xin chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Trước khi vào câu chuyện của ngày hôm nay, Khánh Duy muốn chia sẻ một chút. Thật sự là buồn quá các bạn ạ. Làm việc thì cật lực mà cái nhạc nền mình dùng hơn năm nay rồi. Cả bộ Mãng Lăng Kỷ, cả bộ Đế Tôn mình cũng dùng cái nhạc nền đấy, và thậm chí là bộ Nhân Đạo Chí Tôn. Nhạc nền đầu mà mình hay dùng với nhạc nền cuối mình hay dùng ấy. Thì hôm nọ có một ông hỏi là nhạc nền này tên là gì anh ơi. Thì mình cũng đã không để ý rồi, mình cũng nghĩ vu vơ thôi. Vì mình lấy nhạc nền thì toàn lấy nhạc nền là miễn phí. Và mình sẽ cũng cải tạo lại nội dung, mình chạy qua các phần mềm mà thu âm ở V3, sau đó rồi mình mới chạy ra. Mà mình cũng cắt ghép theo đúng tiêu chuẩn của YouTube, chứ không có cái gì gọi là bị đặt bản quyền cả. Thế mà hôm nọ có ông ấy hỏi vu vơ, là ông ấy hỏi là nhạc nền tên là gì thì mình cũng không để ý đâu. Thế hôm nay thì lẩy nòi ra một phát là bị khiếu lại về bản quyền nhạc nền. Mình thấy buồn. Thật sự là mình cũng không không quan trọng đâu, với cái đấy chắc chắn là sẽ không ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà nó bị gián đoạn trong quá trình mình bật kiếm tiền của các video đấy. Hiện tại mới có bị một tập thôi, một tập video thôi. Nhưng mà mình mà xác định mình xóa cái nhạc nền ấy đi thì mình, để tránh phiền phức, thì mình chắc chắn là các video tiếp theo là sẽ bị, thì mình sẽ khiếu lại với YouTube ngay, phản hồi ngược lại ngay. Và chắc chắn là không làm gì được mình cả, vì đấy là phần mềm, vì đấy là nhạc nền, là nhạc nền mình lấy từ kho miễn phí 128 miễn phí ở bên MP3, cũng trông chẳng phải bên YouTube. Và cho đó thì mình về mình cải tạo lại nội dung, cắt ghép rồi nó theo đúng quy trình, quy chế của các chính sách của YouTube và các cái kho nhạc nền miễn phí. Thế nhưng mà có ông cũng đi vào ông phá mình như thế thì mình thấy nó buồn đây. Mình không động chạm đến bất kỳ một ai nào, một kênh nào cả. Chuyện đọc thì mình đọc chuyện đọc mới, cũng không động chạm, cũng không gọi là câu kéo khách của ai cả, mà phá như vậy cũng hơi buồn các bạn ạ. Thế là cũng gửi đến cái bạn nào mà đang phá mình ấy, các bạn làm ăn đàng hoàng thì các bạn chả sợ gì mà các bạn phải chọc phá gì cả. Mình cũng không động chạm. Còn các bạn cứ làm đúng theo lương tâm của các bạn thì khán giả tự nhiên các khán giả sẽ quay về với các bạn thôi. Còn mình đây là mình làm theo đam mê, mình đọc theo đam mê. Chứ các bạn cũng biết là chả có MC nào ngày đọc 3-4 tập như mình cả. Còn tính ra nâng YouTube đọc trên này thì được bao nhiêu đâu. Đi làm thì cũng thế, mà ở nhà làm thì cũng vậy. Mà thậm chí nó còn bị chửi gò bó chả đi ra đâu cả. Còn các bạn làm ý, thì các bạn cứ làm, còn tớ cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Còn mà thích bộ chuyện nào hoặc như thế nào thì bảo anh ơi, anh nhường lại bộ chuyện này cho em, hoặc ông ơi, ông nhường tôi cho tôi, thì tôi sẵn sàng tôi nhường ngay. Chứ còn cần gì phải làm những cái trò như thế, mà trong khi đó tôi chắc chắn các bạn có khiếu lại đến bằng giờ cũng chẳng làm gì được tôi đâu. Vì đấy là nhạc nền miễn phí và tôi đã cải tạo lại rồi. Tôi dính nguyên bộ Tinh Thần Biến là tôi lấy nhạc nền lúc đấy tôi mới làm, tôi nhạc nền của các kênh khác thì tôi đã dính rồi, tôi đã rút kinh nghiệm rồi. Nên là tôi chỉ gửi những lời như thế thôi. Đây cái ông nào ông đang phá tôi ấy. Về lại hôm nay Khánh Duy tối nay có việc bận, hơi buồn một chút, có việc bận. Đi nhậu với mấy ông bạn thì tối nay Khánh Duy chỉ ra được một tập truyện thôi. Thì mong các bạn thông cảm, rất là buồn, từ trưa đến giờ rất là buồn. Đây, lấy cái nhạc này này đi, kho miễn phí YouTube luôn. Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 298 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện. Tiếp theo phần trước, lúc bấy giờ lại nói trong lòng chư đế khẽ động, mỗi người liếc nhìn nhau một cái. Chủ nhân chân chính của sinh mệnh cổ thụ bọn họ cũng từng nghe qua.
đại tư mệnh của thời đại ác ám thái cổ, tôn tiên thiên thần ma đầu tiên kể từ khi vũ trụ mở ra tới nay. Nếu vị tồn tại này xuất hiện, không biết sẽ có ảnh hưởng gì với thế cục ở trước mắt. Mục Tiên Thiên khẽ nhíu mày, hiển nhiên trong lòng cũng không quá muốn đi mời Hắc Đế. Nàng đối với Hắc Đế quả thật vô cùng cảnh giác, lo lắng Hắc Đế sẽ thôn phệ chính mình. Bất quá, không đi mời Hắc Đế, chỉ sợ sẽ không thể đối phó được với Nguyên Nha Thần Vương. Hiện tại vẫn còn xa chưa tới thời điểm sẽ rách mặt với Hắc Đế. Được, nếu như Dịch Khanh nói có thể chiến thắng, vậy thì quyết một trận tử chiến với Đế Hậu đi. Mục Tiên Thiên khẽ cắn hàm răng, đột nhiên nói: đợi ta thời gian 2 năm, ta đi mời sư tôn ta xuất quan. Hơn nữa, chân thân thần ma của ta tất nhiên cũng sẽ tới. Không cần đợi. Trung Nhạc mỉm cười nói: thời gian 2 năm này, ta sẽ dốc hết đại quân công phạt thiên đình. 2 năm sau, chân thân thần ma của bệ hạ chạy tới thiên đình là được rồi. Tranh đấu với Đế Hậu không thể không có bệ hạ tham dự. Vậy ta lập tức lên đường. Mục Tiên Thiên đứng dậy, dự định rời đi. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động nói: bệ hạ, ta muốn toàn bộ quân quyền, không chỉ là toàn bộ quân quyền của bệ hạ, còn có toàn bộ quân quyền, toàn bộ đại quân của Ưng Tôn Đế và Trường Sinh Đế, toàn bộ đế quân tạo vật chủ dưới trướng 2 vị đại đế cũng phải nghe ta điều động, nghe ta điều khiển. Tất cả chủng tộc, thế lực dưới trướng của 3 nhà chúng ta, kể cả đế tộc cũng phải nghe hiệu lệnh của ta. Mục Tiên Thiên thoáng chần chừ một chút, nhìn về phía Ưng Tôn Đế và Trường Sinh Đế. Ưng Tôn Đế và Trường Sinh Đế cũng có chút chần chừ, giao ra quân quyền đối với bọn họ đúng là có chút khó khăn. Quân quyền giao ra rồi, thu hồi lại liền khó khăn hơn rất nhiều. Mục Tiên Thiên không quá để ý, nhưng bọn họ thì phải suy nghĩ cẩn thận một chút. Quân quyền này giao ra, trên danh nghĩa là giao cho Trung Nhạc, nhưng trên thực tế là giao ra cho Mục Tiên Thiên. Mục Tiên Thiên chỉ cần ra lệnh một tiếng sẽ có thể cướp đoạt quân quyền của Trung Nhạc, thu làm của mình. Mà Ưng Tôn Đế và Trường Sinh Đế nghĩ muốn thu hồi quân quyền cơ hồ là không có khả năng. Cặp mày Thần Vũ Uy Vương cũng nhíu chặt. Tộc trưởng các tộc Lật Lục Thị, Cự Linh Thị cũng nhao nhao nhíu mày, có chút không nỡ giao ra quân quyền. Đế tộc, vương tộc đầu nhập vào 3 tôn tồn tại này cũng không phải số ít, bằng không cũng không thể chống lại thiên đình. Nhưng giao ra quân quyền, đó chính là sự tình mà tất cả mọi người đều không hy vọng nhìn thấy. Trung Nhạc thu vẻ mặt mọi người vào trong đáy mắt, mỉm cười nói: bệ hạ, thần và bệ hạ định ra một hiệp nghị. Sau khi trận chiến này chấm dứt, các quân dưới trướng sẽ giải giáp quy điển, các tộc trở về với bổn tộc, bệ hạ có đồng ý hay không? Mục Tiên Thiên nhất thời hiểu ý. Đề nghị này của Trung Nhạc chính là để trấn an các tộc, cái gọi là giải giáp quy điển, mọi người trở về với bổn tộc, thật ra chính là để cho các tộc thu hồi binh lực của chính mình, để cho đầu lĩnh của các tộc và Ưng Tôn Đế, Trường Sinh Đế an tâm. Chỉ là quân quyền khổng lồ như vậy cuối cùng lại phải trả lại, khiến cho Mục Tiên Thiên cũng có chút không nỡ. Nếu đã như vậy, liền y theo lời của Dịch Khanh đi. Mục Tiên Thiên giảm xuống sự tiếc nuối trong lòng, gật gật đầu nói. Đầu lĩnh các tộc và Ưng Tôn Đế, Trường Sinh Đế nhất thời yên lòng, mỉm cười nói: giao cho Dịch tiên sinh thống lĩnh đại quân, chúng ta vô cùng yên tâm. Mục Tiên Thiên lướt nhìn Trung Nhạc một cái, truyền âm nói: Dịch Khanh, trong vòng 2 năm để cho Khương Nghi Kỳ tử chiến xa trường. Sau khi chấm đăng cơ xưng đế, không muốn lưu lại nhược điểm để cho đám lão gia hỏa kia công kích ta. Còn nữa, sau khi đại chiến bình ổn lại, đám phục khi bộ hạ của ngươi, ngươi hẳn là nên biết xử trí như thế nào. Về phần huyết mạch phục khi của ngươi... Nàng thoáng chần chừ một chút rồi lên tiếng nói: tới lúc đó ta sẽ tự mình giúp ngươi phong ấn, sẽ không để cho đám lão gia hỏa kia động tới ngươi đâu. Trung Nhạc khẽ gật đầu một cái, trên mặt mang theo nụ cười, truyền âm cho nàng: bệ hạ xin cứ yên tâm, ta đảm bảo đám người Khương Nghi Kỳ sẽ chết không có chỗ chôn. Mục Tiên Tiên thở phào nhẹ nhõm, lập tức đứng dậy lên đường chạy tới Hắc Đế Cung. Trung Nhạc cùng với Ưng Tôn Đế, Trường Sinh Đế và đầu lĩnh các tộc rời khỏi thánh điện Trung Ương Thị. Đầu lĩnh các tộc lập tức trở về đại quân các tộc, chỉnh đốn quân bị, điều binh khiển tướng, chuẩn bị cho đại chiến sắp tới. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía thiên đình, nghi ngờ trong lòng vẫn như cũ chưa giải. Vân Quyền Thư rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì khiến cho hắn tránh thoát được thiên phạt đây? Trên mi tâm của hắn, thần nhãn thứ 3 mở ra, Tam Mục Thiên Đồng đại phóng dị thải, nhìn về phía thiên đình, tâm thần đột nhiên đại chấn, lẩm bẩm nói: ta minh bạch rồi, ta minh bạch rồi, Vân Quyền Thư thật là ác độc mà. Vân Quyền Thư tránh thoát thiên khiển và thiên phạt, cái mà hắn dựa vào là bộ 3 thiên thư liên thủ, trong đấy lục đạo thiên thư dẫn tới thiên phạt,
khí vận thiên thư liên tiếp khí vận, nhân quả thiên thư chuyển rời nhân quả. Hắn đã chuyển rời thiên khiển thiên phạt tới trên toàn thể thiên đình, khiến cho toàn bộ thiên đình đã thấy hắn thừa nhận cái nhân quả này. Vừa rồi Trung Nhạc đã nhìn thấy chính là khí vận của thiên đình, khí vận của toàn thể thiên đình tương liên đã thừa nhận đại nhân quả do việc bóp méo lục đạo luân hồi, khiến cho rất nhiều thần tộc, ma tộc diệt tộc. Đây chính là muốn mai táng cả toàn thể thiên đình đấy. Trung Nhạc thở dài một tiếng, hiện tại đã có thể nhìn ra trạng thái khí vận của thiên đình nghiêng ngả bấp bênh, hơn nữa nhân quả rất nặng, khí vận suy bại, đã có dấu hiệu tiêu vong. Mặc dù trước mắt thiên đình thoạt nhìn vẫn đang đại chiếm thượng phong, nhưng loại tình huống này sẽ không kéo dài. Chỉ cần thiên đình ăn một lần bại trận, đó chính là đại tai nạn, giống như đê dài ngàn dặm bị vỡ bởi một hang kiến vậy, toàn thể vương triều sụp đổ tan rã chỉ trong sớm tối. Khi đấy, xu thế tan rã của thiên đình sẽ mạnh mẽ và đáng sợ tới mức tình trạng tất cả mọi người đều không cách nào tưởng tượng. Bà tiền này chính là đang chơi với lửa, nếu đế hậu biết rõ chân tướng, nhất định sẽ chấm nát bọn họ. Trung Nhạc lắc lắc đầu, trong tổ chim vỡ không có trứng lành, thời điểm thiên đình bị tiêu diệt, bọn họ cũng sẽ bởi vậy mà bị liên lụy. Có thể giữ được tính mạng hay không vẫn còn rất khó nói. Bất quá, với khả năng cơ linh của Vân Quyền Thư nhất định sẽ rời khỏi thiên đình trước khi kịch biến phát sinh. Hắn quay đầu lại, liếc nhìn Tử Quang Quân Vương một cái. Lúc này, Tử Quang Quân Vương cũng đang nhìn về phía hắn, lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Trong lòng Trung Nhạc nhất thời nghiêm nghị. Nguy rồi, Tử Quang Quân Vương cũng đã nhìn ra khí vận của thiên đình. Ngoài mặt hắn bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại thầm kêu một tiếng lợi hại. Tử Quang Quân Vương nhất định là đã nhìn ra chỗ nguy hiểm của Vân Quyền Thư. Bởi vậy đơn giản, không có bao nhiêu động tác ngăn cản, cử động dùng lục đạo luân hồi, hủy diệt các tộc của Vân Quyền Thư. Hiển nhiên Tử Quang Quân Vương cũng đang lợi dụng cơ hội này để mặc cho Vân Quyền Thư tiêu diệt khí vận của thiên đình, khiến cho thiên đình liên lụy nhân quả quá lớn. Thiên đình có thể sụp đổ tan rã hay không, Trung Nhạc cũng không quan tâm. Điều mà Trung Nhạc quan tâm chính là tính mạng của Vân Quyền Thư, Thiên Ti Nương Nương và Mạc Ẩn. Tử Quang Quân Vương đã tới sát biên giới trí tuệ nhập đạo, chỉ còn kém một tia sẽ có thể đạt tới trí tuệ nhập đạo. Hắn đã nhìn ra điểm này lại không điểm ra, hiển nhiên là muốn lửa cháy đổ thêm dầu, thừa dịp xu thế thiên đình tan vỡ, giết luôn ba người Vân Quyền Thư. Vân Quyền Thư muốn chạy trốn, căn bản là trốn không thoát thiên kiền kia. Trong 3000 lục đạo giới, Cổ Nhạc lập tức khởi hành tới tìm Bạch Thương Hải và Tạo Vật Phi Yên, dẫn dắt theo hai người tìm tới chỗ của Tư Mệnh rồi lên tiếng: "Làm phiền tỷ tỷ giúp ta đưa bọn họ tới Tử Vi Thiên Đình." Tư Mệnh nghe hắn nói vậy, cười khanh khách nói: "Trung Sơn thí, trước đây ngươi đều gọi ta là Tư Mệnh này, Tư Mệnh nó, tại sao lần này đột nhiên lại ngọt như vậy, giống như miệng đã lau mật vậy?" Cổ Nhạc mặt dày nói: "Có chuyện muốn cầu cạnh tỷ tỷ, cái miệng tự nhiên là phải ngọt một chút rồi." Tư Mệnh cười tủm tỉm nói: "Nói ngọt cũng vô dụng, làm ăn chính là làm ăn. Ngươi muốn mượn lục đạo thiên luân của ta đưa bọn họ tới Tử Vi, vẫn phải lấy chút thành ý. Ta muốn tiến vào tổ đình." "Được, có thể." Cổ Nhạc mỉm cười nói: "Tổ đình cũng không phải là tổ đình của một mình ta, mà là tổ đình của Phục Khí thị chúng ta. Ngươi cũng là Phục Khí, tự nhiên là cho phép ngươi tiến vào." Tư Mệnh thở phào nhẹ nhõm, lập tức thôi động lục đạo thiên luân để cho Bạch Tương Hải và Phi Yên tiến vào trong thiên luân. Trong thiên đình, Mạc Cẩn đang lúc quan sát khí vận của đế tinh Trung Ương Thị, sắc mặt đột nhiên kẽ biến, vội vàng đi tới gặp Vân Quyền Thư nói: "Ta thấy khí vận của Trung Ương Thị đột nhiên trở nên cường thịnh, hẳn là Dịch Quân Vương đã từ vũ trụ của lão trở về rồi." Thần sắc của Vân Quyền Thư khẽ động rồi lên tiếng: "Lần này Dịch tiên sinh trở về, không biết thực lực của hắn như thế nào rồi. Hắn có còn muốn tiếp tục chờ đợi nữa không? Theo như ta thấy, hắn tất nhiên là sẽ không nhẫn nại, tất nhiên sẽ thử đánh hạ thiên đình. Tính tình của hắn chính là như vậy, chỉ cần có một ý niệm thì nhất định sẽ đi làm." Hắn lắc lắc đầu nói: "Hiện tại còn chưa phải là thời điểm để cho hắn đánh hạ thiên đình, hắn vẫn chưa chuẩn bị xong đường lui." Đúng lúc này, Thiên Ti Nương Nương chợt đi ra, lên tiếng: "Phu quân, Mạc tiên sinh, ta đã phát hiện đám đế quân Tạo Vật chủ, bộ hạ của Mục Tiên Thiên kia có chút dị động, hẳn là chuẩn bị tiến công đại quy mô. Theo như ta thấy, Dịch tiên sinh hẳn là đã trở lại rồi. Hắn linh binh đánh nhau, hoàn toàn vượt qua Tử Quang Quân Vương và Thần Vũ Uy Vương." Nàng tinh thông nhân quả, đã luyện thành tơ nhân quả của chư tướng dưới trướng Mục Tiên Thiên, Ương Tôn Đế và Trường Sinh Đế, phát hiện ra dị động dị thường của đối phương
bởi vậy có thể nắm giữ được hướng đi của đại quân đối phương. Ba người bọn họ, Thiên Ti trưởng quản nhân quả, Mạc Cẩn xem khí vận, vận dụng trên chiến trường, chính là đánh đâu thắng đấy. Cho dù là chống lại tồn tại như Tử Quang Quân Vương và Thần Vũ Uy Vương, cũng có thể nhiều lần khắc chế đối phương cực kỳ gắt gao. Tử Quang Quân Vương liên tiếp ăn mấy lần bại trận, vì vậy tử thủ không ra. Mấy ngày nay bên phía bọn họ vẫn luôn không có động tĩnh gì. Hiện tại đại quân điều động tự nhiên chính là Trung Nhạc, giỏi về tấn công đã trở về. Vân Quyển Thư mỉm cười nói, Dịch Quân Vương nhất định là sẽ tiến công, bất quá chúng ta tận lực kéo dài thời gian là được, khiến cho hắn không thể nhanh chóng đánh vào Tiên Đình. Kéo dài thời gian chính là cứu tính mạng của hắn. Hẳn là ta cứu tính mạng của các ngươi mới phải. Đột nhiên bí cảnh lục đạo trong cơ thể Vân Quyển Thư chợt chấn động, cảm thấy trong bí cảnh của chính mình đột nhiên có thêm một đạo luân hồi thật lớn, chính là Tư Mệnh đã đưa tạo vật Phi Yên và Bạch Tương Hải vào trong bí cảnh nguyên thần của hắn. Vân Quyển Thư nhất thời cả kinh thất sắc. Hắn trưởng khống lục đạo thiên luân, vẫn luôn cho rằng chính mình tinh thông và trưởng khống đối với lục đạo luân hồi, cho dù là Trung Nhạc cũng xa xa không bằng hắn. Không nghĩ tới lần này lại bị người khác trực tiếp xâm nhập vào trong bí cảnh nguyên thần của chính mình. Lục đạo thiên luân sao? Vân Quyển Thư thất thanh nói, người chính là nữ phục khi kia ư? Tư Mệnh từ trong bí cảnh nguyên thần của hắn đi ra, quan sát hắn vài lần, lạnh nhạt nói, nhân tộc, hóa ra là lục đạo thiên thư. Còn có khí vận thiên thư và nhân quả thiên thư, cục phục khi thị ta. Không ngờ ba kiện bảo vật này lại rơi vào trong tay của các ngươi, khó trách ta tìm kiếm lâu như vậy cũng không thể tìm được. Đáng tiếc chỉ là ba bộ tàn quyển. Nàng lắc lắc đầu, triệt để mất đi hứng thú đối với ba quyển thiên thư này. Lục đạo thiên luân ầm ầm chấn động, biến mất không thấy đâu nữa, chỉ lưu tạo vật Phi Yên và Bạch Tương Hải lại nơi này. Bạch Tương Hải quan sát ba người, nhãn tình sáng lên, mỉm cười nói, ba người bọn họ thật là linh đan diệu dược vô thượng, khó trách lại muốn chúng ta tới đây, hiện tại đã có thể ăn no nê rồi. Mạc Ẩn và Vân Quyển Thư vừa sợ vừa giận. Bạch Tương Hải chính là thần hoàng, mà Phi Yên lại là tạo vật chủ. Trong ba người bọn họ, tu vi thực lực của Vân Quyển Thư là cao nhất, đã tu thành thần hoàng, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của đôi nam nữ cổ quái này. Từ thần hoàng tới tạo vật chủ chính là một cái lệch trời, tu vi thực lực đề thăng thật lớn. Thần ma từ đó đã có năng lực hư không tạo vật, thực lực so với trước đây đã có thể nói là đề thăng nghiêng trời lệch đất. Nếu vị nữ tạo vật chủ này xuất thủ, sợ rằng ba người bọn họ chỉ trong một cái nháy mắt, hết thảy liền chết cả. Hóa ra là Phi Yên tỷ tỷ, Bạch sư huynh cũng tới rồi. Thiên Ti nương nương vừa mừng vừa sợ, vội vàng tiến lên nắm lấy bàn tay của nữ tử kia, mỉm cười nói, phu quân, Mạc tiên sinh, các ngươi không cần sợ, hai người này là sao chối là chú linh thể trên đời hiếm có. Lần trước ta những loạn thiên hạ, nhấc lên loạn thế, chính là Phi Yên tỷ tỷ và Bạch sư huynh này đã giúp ta hóa giải thiên kiến. Nếu không phải Dịch tiên sinh giới thiệu bọn họ cho ta, chỉ sợ ta đã chết không có chỗ chôn rồi. Mạc Ẩn và Vân Quyển Thư đều thở phào nhẹ nhõm, mỗi người đều xóa đi mồ hôi lạnh trên trán. Mạc Ẩn mỉm cười nói, lần này hai vị tới đây chẳng nhẽ là phát hiện ra nơi này có oán khí oán niệm cho nên mới bị hấp dẫn tới sao? Bạch Tương Hải mỉm cười nói, chúng ta là ứng theo lời mời của Trung Sư Huynh tới đây cứu tính mạng của ba người các ngươi. Về phần oán khí oán niệm ở nơi này chúng ta căn bản không thèm để ý tới. Tạo vật Phi Yên lại lạnh nhạt nói, nếu không phải chúng ta đánh không lại phục khí, chúng ta mới thèm không nhúng tay vào vũng nước đục của hắn. Lần này chúng ta là bị hắn bức tới đây thôi. Bạch Tương Hải quay sang nhìn nàng, thấp giọng nói, Trung Sư Huynh dù sao cũng có ân với chúng ta, có phải hẳn là lên khách khí một chút hay không? Hai vị tới đây là để cứu tính mạng của chúng ta sao? Trong lòng Vân Quyển Thư khẽ động, lên tiếng nói, ta sớm đã có kế thoát thân, không cần cứu giúp, đã tại ý tốt của hai nguy rồi. Hắn chưa kịp nói hết, trên trán mồ hôi lạnh cuồn cuộn, thanh âm có chút khàn khàn nói, Tử Quang Quân Vương đã phát hiện ra rồi. Tâm thần của Mạc Ẩn và Thiên Ti nương nương cũng đại chấn, ai nấy đều hút mạnh một hơi lãnh khí. Thiên Ti nương nương lẩm bẩm, Tử Quang Quân Vương nhất định là sẽ tương kế tiểu kế đi mưu hại chúng ta, khiến cho chúng ta hủy diệt cùng với Thiên Đình, cái lão hồ ly này. Bạch Tương Hải và tạo vật Phi Yên liếc nhìn nhau một cái. Bạch Tương Hải mỉm cười, ba vị thủ đoạn thật tốt à, để cho Thiên Đình gánh chịu tai kiếp thay cho ba người khởi xướng các ngươi. Bất quá ba vị vẫn còn có kiếp nạn lâm đầu, chạy trời không khỏi nắng đâu. Nếu chúng ta luyện hóa được kiếp vận của các ngươi,
nói không chừng ngược lại có thể khiến cho các ngươi tránh được một kiếp nạn. Phi Yên, chúng ta có thể luyện hóa kiếp số của bọn họ hay không? Tạ Vật Phi Yên tinh tế quan sát ba người, lắc lắc đầu nói: khó, chuyện mà bọn họ đã làm người người oán trách, kiếp số rất khó luyện hóa. Bất quá nếu chúng ta có thể luyện hóa được, vậy tu thành đế quân cũng chỉ là thành tựu nho nhỏ. Trong lòng Bạch Tương Hải khẽ động, lên tiếng hỏi: như vậy thành tựu lớn là gì? Chú Linh Đại Đế. Tạ Vật Phi Yên nghiêm giọng nói. Bạch Tương Hải vừa mừng vừa sợ, trong lòng tràn ngập ước mơ. Sao, chú Linh Đại Đế ư? Đây chẳng phải chính là tồn tại vô thượng, đi tới chỗ nào chết tới đó sao? Thật là uy phong bắt diện. Vân Quyển Thư, Mặc Ẩn và Tiên Tiên Nương Nương hai mặt nhìn nhau, luôn cảm thấy đôi nam nữ cổ quái này có chút không quá đáng tin. Mặc Ẩn thử dò xét hỏi: hai vị là do Dịch tiên sinh mời tới hay sao? Chúng ta không biết Dịch tiên sinh gì cả, chỉ biết Trung sư huynh mà thôi. Bạch Thương Hải mỉm cười nói: Mặc sư huynh, Dịch tiên sinh chính là Trung sư huynh, trong miệng bọn họ chính là Phục Hy Trung Sơn Thị tại hạ giới. Vân Quyển Thư quả quyết nói: hai vị, kính xin hai vị xuất thủ giúp chúng ta luyện hóa kiếp số vận rủi. Đúng lúc này, đột nhiên có thiên tướng báo lại nói: đại quân Trung ương thị đã phát động, điều động ước vạn binh mã đi tới thiên đình, chủ soái chính là Dịch quân vương. Trong lòng của Vân Quyển Thư giật mình, lắc lắc đầu nói: hắn quả nhiên vẫn là thiếu kiên nhẫn như vậy. Nếu hắn diệt đi thiên đình, Mục Tiên Thiên đăng cơ xưng đế, kẻ kế tiếp đối phó sẽ chính là hắn. Hắn có thực lực để đối kháng với Mục Tiên Thiên hay sao? Trong đế tinh, Tiên Thiên Cung và các đế tộc Trường Sinh Thị, Trung ương thị, Lật Lục thị, Cự Linh thị, Đề Đỉnh thị xuất lĩnh vô số binh mã hào hào đăng đẳng xuất phát về phía thiên đình. Dọc theo đường đi có thể nói là bẻ gãy nghiền nát, nhổ tận gốc tất cả các cứ điểm của thiên đình. Báo! Thần Vũ Uy Vương không nghe quân lệnh, dọc theo đường đi cướp sạch các tộc, đầu nhập vào đế hậu, bắt tù binh vô số, cướp đoạt nữ tử để cho trong quân dâm loạn. Trung Nhạc ngồi trong lều lớn trung quân, theo quân hành động, nghe bộ hạ báo lại, sắc mặt thoáng trầm xuống, lên truyền lệnh để cho Thần Vũ Uy Vương đi tới gặp mặt. Qua nửa ngày, lúc này Thần Vũ Uy Vương mới khoan thai đi tới, chỉ thấy trong lều lớn trung quân có trên dưới 100 tôn đế quân, mấy ngàn tôn tạo vật chủ, tướng lĩnh các quân tụ tập cùng một chỗ. Dịch tiên sinh, chẳng lẽ ngươi dự định muốn cấp cho ta một cái hạ mã uy hay sao? Thần Vũ Uy Vương cười lạnh nói: không dám. Sắc mặt Trung Nhạc bất biến, lạnh nhạt nói: Vũ Uy Vương, ngươi có ân với bệ hạ, đã cứu tính mạng của bệ hạ, ta tự nhiên không dám cấp cho ngươi một cái hạ mã uy. Ta thần mang chức vụ chủ soái, ngươi hắn cũng là không phục đúng không? Ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi có thể đánh thắng được ta, ta sẽ nhường chức vị chủ soái lại cho ngươi. Nếu ngươi thua ta, vậy sau này ngươi phải thành thành thật thật nghe theo mệnh lệnh của ta, không được hai lòng ba giá. Ý của ngươi như thế nào? Trong mắt Thần Vũ Uy Vương bùng phát thần quang, cười ha hà nói: họ Dịch kia, ngươi chỉ là công phu miệng lưỡi rất cao, công phu chân tay lại chẳng ra gì. Ngươi muốn ở trước mặt mọi người khiêu chiến với ta sao? Được, được, ta thành toàn cho ngươi. Bất quá, chức vị chủ soái vẫn là của ngươi. Nhưng sau này, mỗi khi ngươi nhìn thấy ta, cũng phải quỳ xuống nói chuyện với ta kìa. Thật không biết sống chết mà. Trung Nhạc lắc lắc đầu đứng dậy, thản nhiên nói: vậy thì cộng thêm một điều nữa, nếu ngươi thua rồi, mỗi khi nhìn thấy ta cũng đều phải quỳ xuống mà nói chuyện với ta. Ta quỳ xuống nói chuyện với ngươi sao? Thần Vũ Uy Vương bật cười, lắc lắc đầu hờ hững nói: Dịch quân vương, ngươi bất quá chỉ là một tôn tạo vật chủ, mà ta đã là cảnh giới đế quân đại viên mãn rồi, cách đế cảnh chỉ có một cự ly nửa bước chân mà thôi. Ta thành đế chỉ là một chuyện sớm, sớm hay muộn. Bất quá, ngươi đã đánh bạc tôn nghiêm và tiền đồ của chính mình, ta há có thể không đánh cược với ngươi. Đám người Thái Phùng, Lung Chất, Huyền Kỳ Nhị Lão nghe hắn nói vậy, sắc mặt nhất thời khẽ biến, trong lòng lại có chút lo lắng bất an, nghĩ muốn lên tiếng ngăn cản chàng tỷ đấu này. Trung Nhạc đánh cược với Thần Vũ Uy Vương, hơn nữa còn đánh bạc tôn nghiêm của chính mình, nếu bên nào thua, bên đó chính là thua tiền đồ của chính mình, thua luôn lòng tin của chính mình. Mỗi lần gặp được đối phương cũng đều phải quỳ xuống nói chuyện. Đây tuyệt đối là một sự đả kích thật lớn, khiến cho lòng tin của luyện khí sĩ và thần ma nghiêm trọng thất bại, thậm chí có khả năng không gượng dậy nổi. Trung Nhạc thân là chủ soái, nếu như lòng tin bị thất bại nghiêm trọng, sẽ còn có thể bày mưu nghĩ kế đánh hạ thiên đình nữa hay không? Thân là một quân chủ soái, sao có thể bởi vì tức giận
mà đem vận mệnh của toàn thể đại quân lên bàn đặt cược được. Thần Vũ Uy Vương là tồn tại gì? Đương kim thế gian, dưới đế cảnh, hắn là tồn tại gần như vô địch. Đế quân có thể ngang hàng với hắn cũng không nhiều, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong đó dưới trướng Trung Nhạc chỉ có Thái Phùng, Huyền Kỳ Nhị Lão mới có thể ngang vai ngang vế với Thần Vũ Uy Vương. Còn trong trận doanh đối diện, ngoại trừ mấy tôn tiên thiên thần ma nào đó trong Cửu Ngũ Chí Tôn gia, hẳn là không còn địch thủ của hắn. Mà có thể đánh thắng được hắn đã ít lại càng ít, chỉ có tồn tại đã mở ra bí cảnh thứ 7 hoặc là cự bá trong tiên thiên thần ma mới có thể đánh thắng được hắn. Ván này Trung Nhạc chỉ sợ là thua, thua nhiều thắng ít. Khương Nghi Kỳ ho khan một tiếng nói: Dịch Quân, việc này không thể. Tử Quang, ngươi khuyên nhủ Dịch Quân một chút đi, không thể dùng đại sự bậc này làm tiền đặt cược được. Cặp mày của Tử Quang Quân Vương cũng nhíu chặt, trên dưới quan sát Trung Nhạc, cảm thấy Trung Nhạc không có khả năng làm chuyện tình không nắm chắc. Bất quá hắn thân là chí tướng, làm chuyện không có nắm chắc ngược lại là một chuyện vui lớn. Loại cảm giác kích thích đánh cược thắng trong hiểm cảnh chính là những chuyện khác không cách nào thay thế được. Thân là chí giả, hắn thật sâu minh bạch loại cảm giác này. Hiển nhiên Trung Nhạc cũng mười phần yêu thích loại cảm giác không nằm trong khống chế, cược thắng trong hiểm cảnh này. Hơn nữa, Tử Quang Quân Vương nhìn Trung Nhạc hành sự trước giờ, ngược lại cũng không phải là hoàn toàn tùy tiện mà làm bậy. Chỉ cần hắn tham gia đánh cược như vậy, liền nói rõ chính mình có hy vọng chiến thắng. Bất quá thực lực của hắn không có khả năng sẽ để thăng lên tới loại trình độ này. Trong lòng Tử Quang Quân Vương có chút nghi hoặc. Thần Vũ Uy Vương mặc dù không dám nói là vô địch trong cảnh giới đế quân, nhưng trong cảnh giới này có thể vượt qua hắn thật sự cũng không nhiều. Trung Nhạc cất bước đi xuống bảo tọa chủ soái, từng bước một đi về phía Thần Vũ Uy Vương. Hắn lạnh nhạt nói: Thần Vũ Uy Vương và quỷ sư Quỷ U Minh năm xưa ở trong thần triều đế minh đặt song song là Tả Thiên Thừa và Hữu Thiên Thừa. Ta ở cảnh giới thần hầu đã giết chết Quỷ U Minh, hiện tại cảnh giới tạo vật chủ, nếu còn không làm gì được, đó mới là càng sống càng thụt lùi rồi. Thần Vũ Uy Vương bật cười ha hả, khí thế đột nhiên tăng vọt. Sau đầu hắn từng đạo quang luân theo thứ tự mở ra, gào thét chấn động giống như sáu đạo tinh hà vần quanh, kinh thiên động địa, chấn cho lều lớn trung quân xoẹt một tiếng xé rách chia năm xẻ bảy. Thân thể của hắn liên tiếp tăng vọt, trở nên vô cùng vĩ ngạn, sừng sững trước sáu đạo tinh hà, giống như một gã cự nhân vô song trưởng khống tinh hà. Không gian bị kéo dài vô biên vô tận, ức vạn đại quân đứng trước thân thể hắn nhất thời lộ ra cực kỳ bé nhỏ. Từng gã tướng lĩnh vốn dĩ ngồi xếp bằng trong lều lớn trung quân thấy thế sắc mặt khẽ biến, mỗi người vội vàng đại phóng pháp lực. Chỉ thấy sau đầu đám người hiện lên từng đạo tinh hà đan xen giao thoa, mỗi người chấn thủ một phương không gian chống lại khí thế của Thần Vũ Uy Vương. Thời điểm này liền hiện lộ ra thực lực cao thấp của đám người. Tồn tại cấp bậc đế quân có thể chống lại khí thế của Thần Vũ Uy Vương, đồng thời bảo vệ đám đại quân thần ma di chứng chính mình, mà tạo vật chủ thì bị thua thiệt. Mặc dù đã đại phóng động thiên của chính mình, nhưng dưới sự áp bách khí thế của Thần Vũ Uy Vương vẫn không ngừng lùi về phía sau, không thể bảo vệ đám đại quân thần ma di chứng chính mình. Một cành phù tăng chi đột nhiên chập chờn phóng thẳng lên cao, biến thành phù tăng thụ, chính là hỗn độn vũ tế khởi phù tăng chi bảo vệ một đám đại quân thần ma. Âm Phần Huyên cũng tế khởi chấn thiên hà đỉnh bảo vệ thủy sư Âm Khang Thị. Còn có từng kiện đế binh từ trong đại quân của các tộc phóng thẳng lên cao, đế uy lan tỏa chấn động thiên không của đế tinh. Trong đại quân trên từng chiếc lô thuyền tinh kỳ tung bay, tướng sĩ trên lô thuyền thôi động trận pháp, tế khởi trận đồ, cấu thành trận thế đối kháng khí thế của Thần Vũ Uy Vương, hình thành nên một đạo tinh hà. Lại có từng chiếc bảo lễn chiến xa xung phong biến thành trận thế, cũng biến thành hình thái một đạo tinh hà đối kháng khí thế của Thần Vũ Uy Vương. Các quân liên tục thôi động trận pháp, có đại kỳ kết hợp hình thành thế tinh hà, có phi bảo tổ hợp, có thần lâu điệp ra, có phi dục thần ma tổ hợp, nhiều vô số kể trận hình chiến đấu. Các quân bố trí xuống trận thế cùng nhau đối kháng khí thế kinh khủng kia của Thần Vũ Uy Vương. Tử Quang Quân Vương rên khẽ lên một tiếng, bị chấn cho lạng choạng lùi về phía sau. Đúng lúc này, một cái long chảo thiêu đốt đại hỏa hừng hực vươn tới, nâng hắn vào trong long chảo, chính là Khương Nghi Kỳ đã biến thành thân thể trúc long bảo vệ hắn. Lúc này, Tử Quang Quân Vương mới thở phào nhẹ nhõm. Thần Vũ Uy Vương thật sự chỉ còn cách đế cánh có nửa bước chân mà thôi, đã không phân cao thấp với ta rồi. Sắc mặt Thái Phùng ngưng trọng, thấp giọng nói: Hắn còn có đế binh trong tay, hẳn là vẫn chưa thôi động đế binh của chính mình. Trận chiến này Dịch tiên sinh thắng ít bại nhiều.
Thần Vũ Uy Vương đứng sừng sững trong chư quân, quấy động phong vân đế tinh. Lần này hắn đại phóng khí thế, quả thật là kinh hãi thiên hạ, không hổ là một trong hai đại cự đầu của thần triều Đế Minh. Thực lực của quỷ U Minh căn bản là không bằng ta. Khí thế của Thần Vũ Uy Vương vẫn đang không ngừng bành trướng, càng lúc càng kinh người. Cặp mắt giống như có ước vạn vầng thái dương đang đồng thời thiêu đốt, đồng thời đại phóng quang mang. Quỷ U Minh là quân sư dựa vào trí tuệ mới leo lên trên đầu ta được. Cái dựa vào chỉ là bất tử chi thân của hắn thôi. Mà ta chính là Vũ Uy Vương của thần triều, là bất bại chiến thần, ngồi lên vị trí tả thiên thừa. Cái dựa vào là một đôi nắm tay của ta kìa. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Trung Nhạc, càng lúc càng nhỏ trước mặt hắn. Cũng không phải là Trung Nhạc đang nhỏ đi, mà là nhục thân của hắn vẫn đang không ngừng bành trướng, khí thế không ngừng tăng trưởng. Người căn bản không biết được, ta đã đi theo tiên thiên bệ hạ bao nhiêu năm. Từ lúc mới bắt đầu, ta đã đi theo hắn, kính ngưỡng hắn, cho rằng hắn là minh chủ đã định trước của ta, là thiên địa chủ đã định trước của vũ trụ này. Ta vì hắn mà chịu nhục, ẩn núp bên cạnh Đế Minh bao nhiêu năm rồi. Sáu đạo tinh hà sau đầu Thần Vũ Uy Vương đột nhiên phảng phất như sống lại vậy, giống như đại mãng ngân sắc quân lấy trên cánh tay và phần eo của hắn, khiến cho hắn lộ ra càng thêm thần võ, càng thêm đáng sợ. Cho dù là Thái Phùng và Huyền Kỳ Nhị Lão cũng không khỏi biến sắc. Thần Vũ Uy Vương hiện tại thật sự là quá đáng sợ. Đơn thuần chỉ xét từ mặt chiến lực thì thực lực của hắn đã vượt qua ba người bọn họ. Nghĩ muốn thủ thắng, sợ rằng chỉ có bắt tay vào làm từ phương diện thần thông và thần binh, chỉ bằng vào đánh tay không, chỉ bằng vào lực lượng đã không thể chống lại Thần Vũ Uy Vương được. Thần Vũ Uy Vương oanh kích một quyền về phía Trung Nhạc, một quyền chấn động đại thế thiên hạ, không trung không ngừng băng liệt, đại địa đế tinh không ngừng run rẩy. Hắn cười lạnh nói: người bất quá chỉ là nửa đường đầu nhập vào chỗ tiên thiên bệ hạ, miệng lưỡi sắc bén, lời nói lợi hại, dựa vào một cái miệng mà thượng vị liền lao lên trên đầu của ta. Ta ở trong thần triều Đế Minh cũng chỉ ở dưới Đế Minh mà thôi, ngươi lại leo lên trên đầu của ta, làm sao khiến cho ta tâm phục được. Một quyền này của hắn có chỗ diệu tuyệt, đại đạo chí giản, hết thảy các loại thần thông ẩn giấu trong một quyền vô cùng đơn giản. Một quyền này vừa đánh ra, mơ hồ có thể thấy được trong không gian phụ cận nắm tay, các loại các dạng văn lộ đồ đằng băng hiện, biến thành các loại thần thông, giống như từng phương thế giới xuất hiện bốn phía nắm đấm của hắn vậy. Quyền lý của hắn đơn giản mà thô bạo, nhưng lại ẩn chứa chỗ tinh diệu, tinh xảo cực kỳ, đại xảo bất công, có chỗ khiến cho người ta mê muội. Đám người ở đây đều là đại hành gia phương diện thần thông, tự nhiên có thể nhìn ra được chỗ lợi hại, chỗ đạo diệu của một quyền này của hắn. Trong lòng vừa kinh hãi lại vừa bội phục. Thần Vũ Uy Vương là dựa vào võ lực ngồi lên vị trí tả thiên thừa. Võ lực của hắn cực cao, thực sự khó có thể tưởng tượng. Dưới nắm đấm của hắn, không gian chấn động, xé rách vỡ nát, tan rã, gây dựng lại, trở nên vô cùng vững chãi, hạn chế hết thảy thần thông thân pháp, khiến cho đối thủ không có chỗ để trốn, chỉ có thể mạnh mẽ đón đỡ một quyền này của hắn. Mà hậu quả mạnh mẽ đón đỡ một quyền này của hắn chỉ có một. Sắc mặt Trung Nhạc bất biến, nhìn nắm tay càng lúc càng lớn kia, giống như đại ấn của thiên vậy, nghiền ép hết thảy, vỡ nát hết thảy, oanh kích thẳng về phía chính mình. Oanh 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 oanh. Sau đầu hắn, bảy đạo quang luân nhau nhau đại phóng, cũng bình bình đạm đạm đánh ra một quyền, nghênh đón một quyền kia của Thần Vũ Uy Vương. Nhục thân của Thần Vũ Uy Vương thật sự là quá lớn, nắm đấm của hắn so với nắm đấm của Thần Vũ Uy Vương, quả thật chính là một con kiến nghênh đón một quả tinh cầu. Thất đạo luân hồi của hắn xoay chuyển, chỉ có thể nghe được đạo âm to rõ, tiếng giết do thần thông của Thần Vũ Uy Vương phát ra lại không thể nào nghe thấy, đã bị đạo âm kia che giấu xuống. Một quyền này của hắn không có khí thế kinh thiên động địa như Thần Vũ Uy Vương, bốn phía nắm tay cũng không có đạo diệu khiến người ta kinh ngạc tán thán, không có văn lộ đồ đằng khiến người ta hoa cả mắt, hết thảy thần thông chỉ là nhục thân mà thôi. Hai nắm tay va chạm với nhau trong vô thanh vô tức, mà đám đế quân tạo vật chủ bốn phía lại có một loại cảm giác cổ quái, cảm thấy như có một con quái thú to lớn khôn cùng, vô cùng khủng bố, trong lúc bất chợt thôn phệ thần thông của hai người, khiến cho uy năng thần thông của bọn họ không có nửa điểm tràn ra. Mà ngay một khắc sau đấy, một cỗ rung động vô cùng đáng sợ trong khoảnh khắc bạo phát, thổi quét hết thảy, giống như đao nhận đao phong vô cùng sắc bén, đã cắt nát không gian bốn phía, vô số chấn động lan tỏa, trùng kích khiến cho đại trận các quân không ngừng nghiêng ngã bấp bênh. Quang luân sau đầu từng tôn đế quân tạo vật chủ bị đánh cho phẳng phất như hạt cát vậy,
không ngừng bị thổi bay về phía sau. Từng kiện đế binh gặp phải trùng kích, mỗi kiện đế binh bộc phát ra đế uy giống như sóng gợn vậy, chống đỡ sóng xung kích thần thông của hai người. Quần áo đám đế quân và tạo vật chủ tung bay phấp phới, cật lực mở mắt ra nhìn kết quả của trận chiến này. Thân thể to lớn khôn cùng của thần vũ uy vương bay ngược về phía sau, bị một cỗ lực lượng khó có thể tin nổi trùng kích đụng thẳng về phía phương hướng thiên đình. Cỗ lực lượng kia thật sự quá cường đại, đã áp chế một thân thần lực khủng bố của thần vũ uy vương, khiến cho nắm tay của hắn vặn vẹo, xương ngón tay đứt đoạn bay ngược về phía sau, cơ nhục vô cùng thô to giống như cự long vần quanh trên cánh tay không ngừng mà nổ tung. Dọc đường huyết nhục tung bay, không gian cũng bị chấn động ra một con đường vỡ nát. Quang luân sau đầu Trung Nhạc từ từ bình phục trở lại, thanh âm bình bình đạm đạm vang lên trong tai của Chiêu Quân. Đại quân tiếp tục phát động, mục tiêu là Nam Thiên Môn. Ầm ầm. Tại Nam Thiên Môn, nhục thân to lớn của thần vũ uy vương ầm ầm đụng lên trên tòa môn hộ nguy nga này, ầm ầm rơi xuống đất, chấn cho Nam Thiên Môn không ngừng chấn động. Thần vũ uy vương rung rung lắc lắc đầu, vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Đột nhiên sau Nam Thiên Môn truyền tới tiếng la giết, chính là Tam Công Thiên Đình dẫn người giết tới. Đan Viên Công dẫn đầu cao giọng quát lớn: "Hảo nghịch tặc, ba đời gia nô, không ngờ lại dám can đảm chạy tới Thiên Đình, quả thật là lòng lang dạ sói, một tên cẩm thú mà. Các người đã bán rẻ đế minh thiên đế, đầu phục vào đế hậu, còn có mặt mũi chửi ta là ba đời gia nô hay sao?" Thần Vũ Uy Vương nhất thời giận dữ, ứng chiến với Tam Công, cười phẫn nộ nói: "Lão tử chưa từng bao giờ phản bội đế minh thiên đế cả, bởi vì từ đầu tới cuối, lão tử đều là nhãn tuyến do Tiên Thiên bệ hạ sắp xếp vào đế minh thần triều. Ngược lại, chính là đám hạ lưu các ngươi này, đế hậu đã ngủ với các ngươi không biết bao nhiêu lần, lại giết chết đế minh, các ngươi lại còn mặt mũi gì nói ta là ba đời gia nô đấy? Quả thật là không biết xấu hổ, ta thay đế minh thiên đế khinh thường các ngươi." Đan Viên Công, Vũ Phụ Công, Văn Quốc Công vừa thẹn vừa giận, sắc mặt thì đỏ lên, lập tức lệnh cho đại quân kết trận, biến thành ba tòa đại trận đế cấp, vây khốn thần vũ uy vương ở trung tâm, luân phiên chém giết. Văn Quốc Công được mấy ngàn vạn thần ma dây chứng gia trì, thực lực bạo tăng, lấy cứng chọi cứng với thần vũ uy vương. Hắn kêu lên: "Vũ uy vương, ngươi thì biết cái gì? Lịch sử là do kẻ nào viết ra đấy? Có câu gọi là kẻ thắng làm vua, thua làm giặc, tự nhiên là do kẻ thắng viết ra rồi. Chúng ta đúng là đã đầu hàng đế hậu thì tính làm sao? Sau khi đám loạn thần tặc tử các ngươi chết rồi, còn ai biết chân tướng nữa đấy?" Thần vũ uy vương giống giận, một cánh tay chỉ còn lại có xương cốt, hết thảy huyết nhục đều biến mất, không thấy đâu nữa. Chính là sau khi đối kháng một quyền với Trung Nhạc kia, đã bị một quyền kia của Trung Nhạc chấn thương. Bất quá, đại thủ bạch cốt của hắn vừa đánh ra, liền thấy vô số huyết nhục trên xương cánh tay đang nhanh chóng sinh sôi, tầng tầng va chạm với Văn Quốc Công. Văn Quốc Công bị chấn cho loạng choạng, lùi về phía sau, trong lòng thầm nói một tiếng: cái tên này lợi hại. Hắn mặc dù cũng là cảnh giới đế quân viên mãn, nhưng so với loại mãnh nhân như thần vũ uy vương thì vẫn còn thua kém một bậc. Tam Công Thiên Đình địa vị vốn dĩ đã thấp hơn so với Tả Hữu Thiên Thừa Thiên Đình một phẩm. Thế gian này căn bản chưa từng có công đạo. Đan Viên Công từ sau lưng thần vũ uy vương giết tới, một trưởng ấn lên hậu tâm của hắn, cười lạnh nói: "Cường quyền chính là công đạo, lực lượng chính là công đạo, chính thống chính là công đạo." Huyết nhục sau lưng thần vũ uy vương nổ tung, quay đầu lại nổi giận, gầm lên một tiếng, chấn cho Đan Viên Công bay ngược về phía sau, máu tươi trong tai, mắt, mũi, miệng phun trào. Đại thương của Vũ Phụ Công giống như một con độc long vươn ra, treo thần vũ uy vương trên mũi thương, đang định bạo phát thần thông. Đột nhiên thần vũ uy vương chợt vươn tay chụp lấy mũi thương đang đâm xuyên lồng ngực chính mình, dùng sức kéo một cái, rút thanh thần thương này từ trong cơ thể ra. Vũ Phụ Công bất chấp không chịu buông tay, kết quả bàn tay kể cả cánh tay đồng thời bị kéo vào trong lồng ngực của thần vũ uy vương. Bàn tay máu chảy đầm đìa từ trước ngực thần vũ uy vương vươn ra, phốc xoẹt. Cán thanh thần thương đột nhiên theo đường cũ đâm ngược trở về, toàn bộ cánh tay Vũ Phụ Công bị đại thương đâm xuyên, từ phía sau xương bả vai chính mình đâm ra, không khỏi rên khẽ một tiếng. Mà hai người Đan Viên Công và Văn Quốc Công một trái một phải giết tới, nhân cơ hội chụp lấy hai cánh tay của thần vũ uy vương, dùng sức xé một cái. Thần vũ uy vương bị hai tôn đế quân này mạnh mẽ xé rách, vỡ thành hai mảnh. Nhưng đúng lúc này, chỉ thấy hai nửa nhục thân của thần vũ uy vương đều tự diễn sinh, vậy mà biến thành hai tôn thần vũ uy vương khác nhau, đánh cho Đan Viên Công và Văn Quốc Công nhau nhau thổ huyết. Vũ Phụ Công thoát khốn, lập tức cầm thương giết tới, mấy trăm ngàn vạn thần ma bốn phía không ngừng biến ảo trận thế, hợp lực vây giết thần vũ uy vương, triệt để vây khốn hắn, không để cho hắn chạy thoát.
Thần Vũ Uy Vương không ngừng giống lớn, ra sức chém giết, nhưng thủy chung cũng không thể giết ra khỏi vòng vây được. Chỉ thấy thiên binh thiên tướng từ trong Nam Thiên Môn tuôn ra càng lúc càng nhiều. Từng tôn đế quân nhao nhao hạ lệnh để cho tướng sĩ bày trận, chính mình thì sắp nhập vào trong đại trận giết về phía hắn. Mạng ta xong rồi. Trong lòng Thần Vũ Uy Vương một mảnh tuyệt vọng, thầm nghĩ: ta hẳn không nên giận dỗi với cái tên khốn dịch quân vương kia. Chẳng những thua rồi không nói, hiện tại còn phải chết ở nơi này. Trong lúc hắn còn đang nghĩ ngợi, một tấm biển lớn đột nhiên từ thiên ngoại bình bình bay tới. Tấm biển này to lớn khôn cùng, giống như một mảnh lục địa phi hành trong tinh không vũ trụ vậy. Thẳng tắp cắt vào trong chiến trường, đụng cho không biết bao nhiêu thần ma không ngừng thổ huyết. Có người còn trực tiếp bị cắt thành hai mảnh. Tấm biển này một đường đụng văng rất nhiều thiên binh thiên tướng lao thẳng về phía trước. Trên tấm biển đứng sừng sững từng tôn thần nhân đầu người thân rắn. Dưới trướng có 2.000 vạn đại quân thần ma. Đợi tới thời điểm lực đạo tấm biển hao cạn, chỉ thấy đám thần nhân đầu người thân rắn này nhao nhao bay lên khỏi không trung, biến thành một tòa tiên thiên bắt trận đồ, giết về phía đám thiên binh thiên tướng của thiên đình. Mà tấm biển kia soạt một tiếng dựng thẳng lên, ba chữ Nam Thiên Môn đại phóng dị thải, bút họa phảng phất như sống lại vậy, giống như thần kiếm tuyệt thế, giống như du long, giống như phi phượng. Thân bút của các đời thiên đế bạo phát uy năng, khiến cho thiên binh thiên tướng thiên đình chỉ một thoáng đã tử thương vô số. Ở xa xa, một chiếc thuyền lớn cổ lão chấn động ngàn cặp cánh bay tới. Trên đầu thuyền, Trung Nhạc thu hồi bàn tay ném ra tấm biển Nam Thiên Môn. Bên cạnh hắn, từng tôn đế quân tạo vật chủ chen chúc lao tới. Đám người Thái Phùng, Lung Chất, Ngũ Phụ, Khương Nghi Kỳ, Bệ Ngạn, Huyền Kỳ Nhị Lão lao thẳng về phía Nam Thiên Môn. Mà phía sau thiên dực của thuyền, vô số tinh kỳ phiêu diêu, lâu thuyền đại hạm nhiều đếm không xuể, bảo lên chiến xa, phi bảo thần thành liên miên ức vạn dặm. Ở giữa không trung tế khởi thần binh, giống như một mảnh đại lục mênh mang, tràn ngập thần quang ma quang đủ các loại màu sắc. Lại có côn thần mẫu thần giống như biển rộng mênh mông, như thủy triều ba động lao thẳng về phía thiên đình. Mau tế đế binh! Âm Phần Huyên cao giọng quát lớn: tế đế binh! Trong chư quân, từng vị tướng lĩnh nghe lệnh nhao nhao giống lớn. Trong đại quân, từng kiện đế binh gào thét chấn động, nhao nhao đánh về phía chiến trường, đều tự bạo phát uy năng, đánh chết, thiêu chết, luyện chết vô số thiên binh thiên tướng bốn phương tám hướng. Xung quanh đế binh nhất thời bị quét sạch một tảng lớn. Sau đấy, đại quân thần ma hạo hạo đãng đãng lao thẳng vào trong chiến trường. Trận ác chiến cuối cùng này rốt cuộc cũng đã bắt đầu. Trong thiên đình, đế hậu Nương Nương, Thanh Hà Đế và Kim Thiên Đế đều đứng sừng sững trên Lăng Tiêu Bảo Điện, từ trên cao mà nhìn xuống bao quát chiến trường, khí tượng ba vị đại đế nguy nga bất phàm. Cặp mắt của đế hậu Nương Nương chớp động, quay sang nói xuống dưới: Vân Ái Khanh, Mặc Ái Khanh, Thiên Ti Ái Khanh, hiện tại đã tới thời điểm các ngươi thi triển thủ đoạn rồi. Dưới thiên đàn, Vân Quyển Thư, Mặc Ẩn và Thiên Ti Nương Nương ngồi ở chỗ đấy, từ xa nhìn lại chiến trường nắm vững toàn cục. Vân Quyển Thư khẽ mỉm cười, phân phó một tôn đế quân bên cạnh: truyền lệnh lên tế đàn. Trong miệng tôn đế quân kia phát ra thanh âm hùng hồn, lớn tiếng quát lớn: lên tế đàn, tế tự linh của chư đế. Trong thiên đình mênh mông bát ngát, từng tòa thần cung thần điện đột nhiên sụp đổ, từng tòa tế đàn thật lớn từ dưới lòng đất dâng lên, chỉ thấy không biết bao nhiêu sinh linh các tộc bị áp lên tế đàn, ngay tại chỗ giết chết. Có một số là tù binh thần ma các tộc, có một số là bộ hạ cũ tiền triều, còn có một số là luyện khí sĩ và phàm phu tục tử bắt tới. Máu tươi nhuộm đỏ từng tòa tế đàn, hàng rào hư không giới nhất thời bị mở ra, chỉ thấy từng đạo quang mang xuyên qua hai giới, giống như một cây cầu nối muốn tiếp dẫn đến linh hạ giới. Truyền lệnh thả thiên ngục lôi thú. Vân Quyển Thư lại nói: thả thiên ngục lôi thú. Gián Thiên Ti cao giọng quát lớn, một tòa môn hộ mở ra, từng con cự thú toàn thân bao phủ hoang lôi gào thét bỏ ra ngoài, xúc tu bay lượn giết về phía chiến trường. Từng đạo xúc tu bay ra, liền thấy lôi điện dâng trào ngàn vạn dặm quét ngang chiến trường. Mở thiên thú viên, thả hoang thú ra. Bên ngoài thiên thú viên, tinh kỳ tung bay, cánh cửa to lớn bị kéo ra, từng con thiên yêu cự hình bốn chân phóng chạy xông thẳng về phía Nam Thiên Môn. Trong miệng thú giống rung trời, thiên thú thiên yêu đủ loại màu sắc dập trời ngập đất. Mở đập thả nước thiên hà, nhấn chìm quân địch. Thủ quân thiên hà nghe được mệnh lệnh, lập tức kéo mở miệng đập to lớn. Nước thiên hà hào hạo đãng đãng cuộn trào mãnh liệt,
đánh cuốn về phía bên ngoài Nam Thiên Môn. Thiên Lý Viễn, Văn Xưng Điện, Thái Ất Viễn, Thiên Ất Viễn, Tam Sư Viễn, Đế Tọa Viễn, Chư Công cùng xuất kích nào. Trong các viện, từng gã thần ma phóng thẳng lên cao, toàn bộ đều là cảnh giới đế quân, nhao nhao giết về phía chiến trường. Mời Kiều Ngũ Chí Tôn hàng phục loạn thần tặc tứ bảo vệ xung quanh thiên đình. 90 năm tôn tiên thiên thần ma cùng nhau giết ra, xông thẳng về phía Nam Thiên Môn, ầm ầm va chạm với đám đế quân bọn Thái Phùng. Vân Quyển Thư mỉm cười nói: "Cụ thể điều động binh lực như thế nào thì còn phải xem Mạc sư huynh rồi." Mạc Ẩn gật đầu, phất đống tay áo một cái. Đong đong đong. Từng cây đồ đằng thần trụ rơi lên trên thiên đàn, nhiều tới mấy vạn cây. Mỗi một cây đồ đằng thần trụ đều tự sáng lên, thân thể Mạc Ẩn lay động, phân ra mấy vạn cỗ phân thân, đều tự ngồi xuống trước một cây đồ đằng thần trụ. Mỗi một cây đồ đằng thần trụ đều liên hệ với một tôn tướng lĩnh trước trận. Hắn nắm giữ toàn cục, điều động từng tôn thần tướng, ma tướng trên chiến trường. Thông qua đám tướng lĩnh này, điều động toàn quân, vững vàng trường khống chiến cuộc trong tay chính mình. Mà ở phía sau thiên vực của thuyền cũng có một mảnh trận doanh. Không biết bao nhiêu phân thân của Âm Phần Huyên và Trung Nhạc ngồi xếp bằng trước từng cây đồ đằng thần trụ cũng đang điều động hướng đi của các quân. Đây là trí tuệ đối chiến, không cho phép có nửa điểm qua loa, chỉ cần thoáng lộ ra một tia sơ hở thôi cũng có thể bị đối phương bắt lấy, xoay chuyển chiến cuộc. Rút cuộc đế linh cũng hạ giới, đó là những đế linh của đế tộc đã đầu nhập vào đế hậu nương nương, trải qua tế tự có thể hạ giới gia nhập chiến trường. Trong đấy khiến cho người ta chú ý nhất chính là năm tôn đế linh Thiên Đế, Bàn Hồ Thị, thực lực quả thật vô cùng cường đại. Năm con bàn hồ ba đầu xung phong trong chiến trường, đánh đâu thắng đấy. Đột nhiên thiên vực của thuyền chấn động, sắp nhập vào trong chiến trường, đấu đá lung tung. Ngàn cặp tiên thiên nhục xí cắt qua, không biết bao nhiêu thần tướng ma tướng thiên đình trực tiếp bị giết chết. Thiên vực của thuyền một kích đắc thủ, lập tức quay đầu bỏ đi, tuyệt không dừng lại. Mặc Ẩn khẽ nhíu mày nói: "Dịch Quân Vương biết rõ ta thông qua đám thần tướng ma tướng này điều động binh mã các bộ, cho nên mới giết chết tướng lĩnh quân ta. Thiên Lý Văn, Văn Xưng Điển, Thiên Ất Viễn, Thái Ất Viễn, Tam Sư Viễn, Đế Tọa Viễn, Chư Công nghe hiệu lệnh của ta, bảo vệ tiêu trừ Dịch Quân Vương." Trong lòng Thiên Tiên Nương Nương kẽ động, vội vàng nhìn về phía Mạc Ẩn, trong lòng thấp thỏm bất an. Trong các viện, Thiên Lý Viện, Văn Xưng Điện, Thiên Ất Viện, Thái Ất Viện, Tam Sư Viện và Đế Tọa Viện có tổng cộng trên dưới 100 tôn đế quân, trong đó cũng không thiếu những tồn tại cực kỳ cường hoành. Mạc Ẩn vậy mà điều động đế quân các viện đi bao vây tiêu trừ Trung Nhạc, đây rõ ràng là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Sắc mặt Mạc Ẩn biến hóa, trong lòng thầm nghĩ: đây là thời cơ tốt để thăm dò thực lực của hắn. Nếu hắn không thể ngăn cản được cường giả các viện, dựa vào thiên vực cổ thuyền vẫn có thể rút đi. Sau khi hắn ý thức được thực lực của chính mình thiếu hụt, sẽ thành thật thật thêm một đoạn thời gian nữa, tiếp tục để thăng thực lực chính mình. Từng tôn đế quân các viện, Thiên Lý Viện, Văn Xưng Điện, Thái Ất Viện nhao nhao lao về phía thiên vực cổ thuyền. Thiên vực cổ thuyền tới lui như điện trên chiến trường, xuất quỷ nhập thần, cho dù là đế quân cũng khó có thể bắt được hướng đi của nó. Đột nhiên một tôn đế quân rút cuộc cũng đón bắt được cổ thuyền, trong lòng vui vẻ, phóng người nhảy lên mũi thuyền. Xoẹt! Một đạo đao quang kinh diễm lớn lên, tôn đế quân kia nhất thời ngẩn ngơ, cái đầu rơi xuống đất, nguyên thần lập tức phóng thẳng lên cao. Nhưng còn chưa bay ra khỏi cổ thuyền, một cái thiên ấn đã đánh ra, chấn cho nguyên thần của hắn vỡ nát. Đào thật nhanh! Cái đầu hắn thiết dài một tiếng, đã bị đao quang cắt cho vỡ nát. Thiên vực cổ thuyền dừng lại, Trung Nhạc trên đầu thuyền thu đao, nhìn về phía từng tôn đế quân đang vọt tới kia. Thiên Lý Văn Xương Thái Ất, Tam Sư Đế Tọa, sáu vị đế quân của lục viện này đều là tinh anh được tuyển chọn từ các tộc, đều là người học cao hiểu rộng, nghiên cứu về những phương diện khác nhau. Thiên Lý Viện nghiên cứu thiên đạo, Văn Xương Điện nghiên cứu đạo pháp thần thông, Thái Ất Điện nghiên cứu thiên kỷ lịch pháp, Thiên Ất Viện nghiên cứu sự vận hành của vũ trụ, Tam Sư Viện truyền bá đạo pháp thần thông, Đế Tọa Viện thì dạy đế tử, đế tôn đạo làm đế quân và truyền thụ công pháp. Đế quân của lục viện đều là văn quan, văn chức, không có binh quyền, nhưng thực lực ai nấy cũng rất cường hãn, đều có điểm độc đáo, bất phàm riêng. Mấy vị đế quân trong Thiên Lý Viện xông lên con thuyền cổ, liền thấy một bàn tay của Trung Nhạc đè xuống, sắc mặt biến đổi, kêu lên thất thanh. Trong mắt họ, bàn tay của Trung Nhạc giống như trời xanh giáng lâm, thiên uy hùng hồn. Trong lòng bàn tay hiện lên một bức thiên đạo đồ, là sự ảo diệu cả đời họ nghiên cứu nhưng vẫn chưa thấu triệt. Thiên Viên Hỗn Thiên Đồ, Bộ Thiên Thái Cực, Thành Châu Thiên Lịch Độ,
một chưởng đánh xuống, thiên đạo hỗn nguyên, vô biên vô cực, khiến cho họ có cảm giác bất lực, không thể kháng cự. Các đế quân Thiên Lý Viện thất hồn lạc phách, thực lực của họ rất mạnh, thế nhưng Trung Nhạc thi triển Thiên Nguyên Hỗn Thiên Đồ khiến cho họ không thể chống cự, vì họ cũng tu luyện thiên đạo, tham ngộ thiên đạo, nhưng lĩnh ngộ về thiên đạo lại tu xa Trung Nhạc. Chứ đạo chỉ sai một ly là đi một dặm, về đạo hạnh họ cũng thua kém quá nhiều. Nhưng lúc này, chư vị đế quân của Thiên Ất Viện đánh tới, các vị đế quân hét lớn, một quyển sách lụa khổng lồ mở ra, đó là thần kỷ Thiên Nguyên Lịch, là lịch pháp thời đại thần kỷ. Thiên Nguyên có hai tầng nghĩa, một là Thiên Nguyên Thiên Đế xây dựng thời đại thần kỷ, lấy đó đặt tên cho lịch pháp của thời đại thần kỷ. Hai là thiên được sinh ra, thiên đế trở thành thiên tử, ý nghĩa của Thiên Nguyên chính là sự bắt đầu của thiên. Vì vậy, Thiên Nguyên Lịch nghĩa là kỷ nguyên lịch pháp của thiên trong đấy. Khi quyển sách lụa mở ra, vô số đại sư ghi chép trong đó phun trào, hiện ra cảnh tượng vô cùng mỹ lệ. Vô số thần ma thời đại thần kỷ dường như sống dậy vậy, bước ra từ trong lịch pháp. Các vị đế thượng cổ sáng tạo nên thời đại huy hoàng xuất hiện trở lại ở nhân gian dưới sự thống lĩnh của Thiên Nguyên Thiên Đế. Thời đại của Thiên Nguyên Thiên Đế, hư ảnh của các vị đế thời đại thần kỷ huy hoàng xuất hiện trên quyển sách lụa. Dưới Thiên Nguyên Thiên Đế là Đế Minh Thiên Đế, cũng có dấu ấn của đông đảo các vị cường giả thời đại Đế Minh. Trên đó ghi chép lại, ngoài dấu ấn đại sự về sự hủy diệt của địa kỷ, còn có hai lần đế tranh, dấu ấn của Thiên Nguyên và Đế Minh tế trời. Dấu ấn về các đại sự đều xuất hiện, hư ảnh các vị đế làm chấn động bầu trời. Hư ảnh các vị từ thần kỷ Thiên Nguyên Lịch xuất hiện chặn lại công kích của Trung Nhạc, cứu được cường giả Thiên Lý Viện. Đế quân của Thiên Lý Viện như tỉnh lại từ giấc mộng, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, định tấn công Trung Nhạc thì đột nhiên từ trên trời một đạo đao quang chém xuống, đại đạo vang dội, trong tiếng đạo âm vang rền. Cảnh tượng lịch sử trong thần kỷ Thiên Nguyên Lịch bị một đao chém làm hai, hư ảnh chư đế cũng bị chém đôi. Cường giả Thiên Ất Viện đều hự lên một tiếng, khóe miệng ứa máu, vừa kinh vừa nộ. Trung Nhạc đao chém lịch sử thần kỷ, chém đôi Thiên Nguyên Lịch của thần kỷ, khiến cho họ đều hét lên đại nghịch bất đạo. Thần kỷ Thiên Nguyên Lịch còn có tác dụng thần kỳ này sao? Trung Nhạc ngạc nhiên, thời đại thần kỷ có thần tích Thiên Nguyên Lịch, còn thời đại địa kỷ và hoa kỷ cũng có lịch pháp riêng, ví dụ như Đại Sơn Phù Mộc Thái Dương Lịch của thời đại hoa kỷ. Lịch pháp ghi chép lịch sử thiên thời, phân chia âm dương tứ tượng, nhưng hắn không ngờ số Thiên Nguyên Lịch này còn bảo vật có thể tái hiện đại sự trong lịch sử, triệu hoán dấu ấn các cường giả trong những sự kiện đó ra. Nhưng lịch sử của thời đại thần kỷ quá ngắn, đại sự cũng không quá nhiều, nên uy năng không lớn, hắn dùng một đao là có thể chấm đứt được. Nhưng thời đại hoa kỷ và địa kỷ thì có vô số cường giả, vô số sự đại kiện. Lịch pháp của thời đại hoa kỷ và địa kỷ chắc chắn sẽ là trọng bảo, có uy năng hơn cả đế binh. Hắn không biết lịch pháp của thời đại địa kỷ, nhưng hắn biết rõ tung tích của lịch pháp thời đại hoa kỷ. Đại Sơn Phù Mộc Thái Dương Lịch, Thái Dương ý chỉ Thăng Cốc, Phù Mộc chỉ Phù Tăng Thụ, Đại Sơn chỉ Phù Sơn bên cạnh Hỗn Độn Hòa Hải. Đại Sơn Phù Sơn Thái Dương Lịch chắc chắn vẫn là Thăng Cốc. Các hư ảnh khổng lồ đáp xuống thuyền cổ, đế quân của Lục Viện đã tới đủ, khí thế bùng nổ, cố định con thuyền lại. Lục Viện chưa công lại tham gia đế tranh, đúng là càng sống càng trở lại rồi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 298 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây, và cũng là tập cuối cùng của tối ngày hôm nay. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.